Thế nhưng bạn nghĩ đến ngũ căn ngũ lực thì bạn cần phải biết 37 phẩm trợ đạo. Phía trước còn có tứ niệm xứ. Niệm xứ chúng ta có hay không? Niệm xứ là trí tuệ, cũng là nhìn thấu mà chúng ta nói. Tứ niệm xứ là dạy cho chúng ta bốn loại quan niệm chính xác. Ngày nay chúng ta tu hành, các đồng tu thường nói công phu không có lực, nền tảng của chúng ta chưa chắc chắn thì công phu của bạn đương nhiên không có lực. Không có lực là gì? Không buông bỏ được. Tại vì sao không buông bỏ được? Không nhìn thấu. Phật dạy chúng ta phải bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ cái thứ nhất là quán thân bất tịnh. Đây là bước đầu vào cửa. Chính là làm cho chúng ta đối với thân kiến này, tuy là chưa thể đoạn dứt, cái chấp trước này phải giảm nhẹ. Vì thì có tiến bộ. Từ quán thân bất tịnh, dùng phương pháp này giảm nhẹ ngã chấp. Thân tuy là giả, không phải là thật, chúng ta không thể thiếu nó. Nhà Phật thường nói mượn giả tu thật. Chúng ta phải mượn cái thân giả này tu cái chân tánh. Không có cái giả này thì vẫn không được. Cho nên nó hữu dụng. Bằng tận lực mà sử dụng nó, không chướng ngại, không được chấp trước đó. Việc này ngày trước tôi giảng kinh thường nói qua. Chúng ta ở thế gian này, tất cả vạn vật chúng ta nên có quyền sử dụng, không nên có quyền sở hữu. Quyền sử dụng hữu dụng, quyền sở hữu là chấp trước. Không cần phải sở hữu của ta, ta cũng dùng được thì tốt rồi. Cái giảng đường này, chúng ta ở nơi đây giảng kinh, chúng ta ngồi ở nơi đây, chúng ta có quyền sử dụng. Quyền sở hữu là cư sĩ lâm, không phải của chúng ta. Đối với thân thể này cũng vậy, không nên chấp trước cái thân này là ta, không nên thương yêu nó quá đáng, chăm sóc nó nhiều quá thì sai rồi. Ta phải lợi dụng nó, phải sử dụng nó, ta quyết không chấp trước nó. Sau đó xả thân thọ thân, bạn liền được tự tại. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phương pháp tốt. Vậy bạn thường phải quán sát quán thân bất tịnh. Cái thân này không phải là thứ trong sạch, không phải là thứ tốt. Bạn trân trọng nó như vậy, thương yêu nó đến như vậy để làm gì? Vậy sai rồi. Việc thứ hai dạy chúng ta quán thọ thì khổ. Thọ là gì vậy? Hưởng thọ. Người ở Singapore đều có phước, đây là đức phước. Trên thế giới có rất nhiều nơi con người đang chịu khổ nạn. Người ở nơi đây thì cơm áo đầy đủ. Bạn tỉ mỉ mà nghĩ xem, bạn ngày ngày hưởng thọ, bạn vui hay là khổ? Cũng không tệ, rất ăn vui. Bạn không biết được thật khổ. Tại sao vậy? Bởi vì ba bữa cơm bạn ăn được rất no, cơm rau đều ăn được rất vừa miệng, rất vui. Một ngày không cho bạn ăn cơm, đói đến khổ sở. Cái khổ liền đến. Do đây có thể biết ba bữa cơm là thuốc, là cứu khổ. Bạn thiếu một bữa thì khổ rồi, thiếu hai bữa càng khổ. Bạn mới biết được hưởng thọ của bạn là khổ. Tại vì sao bạn không cảm giác được khổ? Là bởi vì đến lúc thì bạn liền uống thuốc, làm cho cái khổ đó bị che mất, thì bạn không cảm thấy được khổ. Khi một lần thuốc đến trễ thì khổ liền đến ngay, bạn vẫn không giác ngộ.
hưởng thọ của thế gian chỉ có khổ, không có vui. Cho nên nói với bạn, khổ là thật, vui là giả. Vì sao nói vậy? Vui sẽ biến thành khổ, vui chính là giả. Khổ không thể biến thành vui, cho nên khổ là thật. Bạn lấy ăn cơm để nói, bạn ăn một chén rất vui thích, ăn cảm thấy ngon, ăn hai chén cũng rất vui thích. Liên tục bảo bạn ăn 10 chén, 20 chén thì bạn liền khổ. Bạn thấy chẳng phải vui lập tức biến thành khổ rồi sao? Bụng đói thì rất khổ, đói một ngày thì khổ, đói hai ngày càng khổ, đói luôn 10 ngày, 20 ngày. Chỉ có khổ kéo dài, tuyệt đối không thể nói đến một lúc nào đó thì vui. Không hề có việc này. Vui là giả, khổ là thật. Bạn chính mình phải cố gắng mà nghĩ tưởng. Lời Phật nói không sai một chút nào, quán thọ thì khổ. Quán tâm vô thường. Tâm là gì? Ý niệm. Ý niệm 7 trên 8 giới. Cho nên người thế gian qua lại, ây da, bạn hiểu rõ giác ngộ rồi, là hư tình giả ý, không có gì là thật. Xin nói thật lòng với bạn, đối tốt được với bạn thế nào, thương yêu bạn đến đâu, qua 2 ngày thì thay đổi. Trong tâm lập tức liền biến đổi. Cho nên nếu bạn hiểu rõ rồi, nghe lời Phật nói giác ngộ rồi, họ nói tốt mỉm cười, biết là giả. Không phải là thật, họ nói không tốt cũng là giả, cũng không phải là thật. Vô thường không thật. Đây đều là nói đến chân tướng sự thật. Đó là phàm phu. Chư Phật Bồ Tát, tâm của họ là chân thường, gọi là chân tâm thường trụ. Cái đó thì vĩnh viễn không thay đổi. Phàm phu mê hoặc điên đảo, làm gì mà không thay đổi? Thiên biến vạn hóa, chính mình cũng không làm chủ được chính mình, thì làm gì có bảo đảm? Đối với người khác làm sao mà đáng tin? Việc thứ tư Phật dạy chúng ta, quán pháp vô ngã. Ngã là gì vậy? Chủ tể. Trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói qua 8 loại ngã. Chủ này thì không cần nói thêm nhiều. Ý nghĩa chủ yếu nhất trong 8 loại này chính là chủ tể. Tất cả vạn vật đều không thể làm được chủ, đều là đang biến hóa. Người, động vật có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Tất cả vạn vật không có tự thể, tất cả vạn vật đều không thể thường trụ. Đó gọi là vô ngã. Phật dạy cho chúng ta 4 loại quan niệm cơ bản này. Bạn phải thường hay quan sát như vậy đối với vũ trụ nhân sanh, bạn liền khai trí tuệ. Tuy là chúng ta nói bạn đã nhìn thấu, sau khi nhìn thấu liền có thể buông bỏ. Buông bỏ là gì vậy? Tứ chánh cần, tứ như ý túc. Túc là gì vậy? Đầy đủ. Tri túc, thường lạc. Phật thị hiện cho chúng ta. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, nhu cầu đời sống của Ngài 3 y 1 bát, khất thực nuôi cái thân này. Nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Ngài biết đủ. Tứ như ý túc, 4 điều này hợp lại mà nói chính là biết đủ thường vui. Ngay trong đó có tứ chánh cần. Tứ chánh cần là dạy chúng ta thái độ đối nhân xử thế ngay trong một đời này.
nguyên tắc đối nhân xử thế. Chánh là chính xác. Cần là phấn đấu. Bốn loại chánh đáng phải nên phấn đấu mà làm. Một cái là đoạn ác, một cái là tu thiện. Phật dạy chúng ta ác đã tạo phải mau đoạn dứt, ác chưa tạo thì quyết định không nên tạo tác. Hai điều này là đoạn ác. Cái thiện đã làm, cái thiện này phải nỗ lực mà làm. Cái thiện chưa làm thì phải mau phát tâm. Hai điều này là tu thiện. Cho nên tứ chánh cần hợp lại mà nói chính là đoạn ác tu thiện. Ngày nay chúng ta được thân người ở nhân gian này, sống qua được mấy mươi năm, ngày tháng của mấy mươi năm phải nên trải qua như thế nào? Phật chỉ điểm cho chúng ta nguyên tắc đoạn ác tu thiện. Mà Thế Tôn cũng thị hiện tấm gương này cho chúng ta xem. Chúng ta xem thấy được trong truyện ký của Phật Đà, trong Đại Tạng Kinh có Thích Ca Phương Chí, có Thích Ca Phổ. Người xưa viết, đây là truyện ký cổ xưa nhất của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cả đời Ngài thị hiện cho chúng ta xem 12 điều phía trước, đích thực Ngài đã làm được. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, Ngài thật đã làm được. Vì nếu chúng ta muốn niệm Phật vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nếu bạn muốn công phu có lực, bạn cũng phải đem ba khóa mục 12 câu này làm cho được. Bạn tu hành có gốc, có cái nền móng rồi, công phu của bạn mới có lực. Từ nơi nền tảng này mà nâng lên mới là ngũ căn ngũ lực. Ngũ căn ngũ lực là xây dựng trên nền tảng cơ bản này. Chúng ta xem thấy trên kinh A-di-đà, người học của thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng chính là nói, những người của mười phương thế giới vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc còn tu cái gì? Trên kinh nói, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Bốn điều phía trước không hề nói, bốn điều phía trước không dùng, họ đều có rồi, nền tảng đều có rồi. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, căn lực bồ đề phần bát chánh đạo vẫn phải làm tiếp tục. 37 phẩm trợ đạo này, đại sư Trí Giả của Thiên Thai nói rất hay. Người thông thường đều đem nó xem thành giáo nghĩa của tiểu thừa, cách nhìn này là sai lầm. 37 phẩm trợ đạo là thông cả tiểu và đại thừa. Đây là pháp cơ bản trong Phật pháp. Không luận đại thừa tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, thầy đều phải tu, khóa trình chung nhau. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng